Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình tường thuật bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị theo dõi một trận đấu được dự đoán là rất hấp dẫn ở phía trước. Tôi là bình luận viên của VPL Pass và người đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay là bình luận viên Kiên Đắc Kỳ. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi Kiên Đắc Kỳ sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Có thể thấy trên các khán đài, tiếng hò reo của các cổ động viên đã làm cho không khí trước trận đấu trở nên náo nhiệt và hưng phấn hơn bao giờ hết. Vâng, như vậy trận đấu đã được bắt đầu. Đội giao bóng trước sẽ chấn giữ khung thành bên trái màn ảnh nhỏ của các bạn. Khả năng đọc tình huống tuyệt vời đã giúp cầu thủ này chặn được đường chuyền vừa rồi. Có thể phối hợp với đồng đội ở phía trước. Đoàn vận động. Có thể triển khai tứ giác tấn công. Tình huống rất nguy hiểm. Anh Tài. Pha phản công. Anh Đức. Anh rất cố gắng nhưng không thành công. Osedi. Đường chuyền rất bất ngờ. Rất điểm. Không vào. Đó là một tình huống mà các hậu vệ đã truy cản rất quyết tâm. Và cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ này chỉ dừng lại là một tình huống nguy hiểm. Tiếp tục là một quả phạt góc. Có lẽ cần một pha xử lý táo bạo. Sóng gió đã qua trước cầu môn. Pha phản công. Tiến Linh. Đường chuyền rất tốt. Đức Huy. Có thể phối hợp với đồng đội ở phía trước. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Tiến Linh. Và giải nguy rất đúng lúc. Tấn Tài. Anh Đức. Tình huống nguy hiểm. Dứt điểm đi. Không vào. Cần phải có nhiều hơn những tình huống tấn công như thế này. Không chia bóng rất tốt. Chuyền vào. Bóng đã được phá ra. Có lẽ cần một pha xử lý táo bạo. Anh Tài. Anh Đức. Rất nhịp nhàng. Cơ hội rất dứt điểm. Không vào. Pha
và phá bóng rất tốt. Một quả ném biên. Đỗ Hồng Dung chuyền bóng vẫn còn nguy hiểm, một cú sút không vào. Chúng ta có thể thấy rõ được khuôn mặt rất thất vọng của huấn luyện viên ở ngoài đường pit. Cơ hội đã trôi qua. Đánh đầu. Wow! Đó là một tình huống phối hợp rất ăn ý và bàn thắng là rất xứng đáng. Bàn thắng có lẽ sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc triển khai thế trận theo cách của mình. Chúng ta có thể thấy ngoài đường pit, hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình. Việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể hướng tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Rất nhịp nhàng. Rất đơn giản. Đường chuyền về cho thủ môn. Có thể triển khai tứ giác tấn công. Anh Đức. Đỗ Hồng Dung. Cơ hội để phản công. Rất quyết tâm. Tình huống nguy hiểm. Một cú sút. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Tỷ số trận đấu là 1-0 và có lẽ trận đấu sẽ được đẩy lên với nhịp độ cao hơn rất nhiều. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Chắc chắn 15 phút nghỉ giữa hai hiệp, huấn luyện viên của đội khách sẽ có những thay đổi về chiến thuật. Đường chuyền về cho thủ môn. Có thể triển khai tứ giác tấn công. Quang Hải. Đường chuyền rất tốt. Dứt điểm. Dứt điểm đi. Không thành công. Những tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trong những phút vừa qua. Rất nguy hiểm. Một tình huống làm thoát tim các cổ động viên. Đỗ Hồng Dung. Pha phản công. Quang Hải. Một tình huống xử lý bóng rất chính xác. Pha phá bóng thiếu quyết đoán. Rất gọn gàng và chính xác. Chuyền vào. Sóng gió đã qua trước cầu môn. Pha phá bóng rất tốt. Pha cắt bóng rất kinh nghiệm. Pha phản công.
Anh sẽ làm gì đây? Tình huống nguy hiểm. Chuyền vào. Sóng gió đã qua trước cầu môn. Anh Tài. Cần có những pha phối hợp một chạm với đội chủ sắc cầu. Cơ hội dứt điểm. Trận bóng rất tốt. Và pha bóng rất đúng lúc. Đỗ Hồng Dung. Cơ hội để phản công. Đường truyền rất sáng tạo. Ý đồ quá lộ liễu. Rất thoáng, bật bài rất hay. Thầy vì dứt điểm, thủ môn quá xuất sắc. Đỗ Hồng Dung. Một mình một bóng. Cú dứt điểm là không thể tốt hơn. Bàn thắng thể hiện khả năng phối hợp đồng đội cũng như xử lý cá nhân một cách rất tinh tế. Đường truyền về cho thủ môn. Có lẽ cần một pha xử lý táo bạo. Những đường chọc khe như thế này luôn gây ra những khó chịu cho hàng phòng ngự. Bóng đã được phá ra. Phá bóng hỏng, tình huống rất nguy hiểm. Có thể phối hợp với đồng đội ở phía trước. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Xin chào.